Today is Saturday. We are hosting A Plus Got Talent at A Plus Bimson. It was a very interesting activity, and we had to see the students performing, which it was very nice. We're very entertained, but although some were disappointed, some were excited, but that's how life goes. Everything is up and down, so I'm very happy. We are all happy as a team, and I hope to see other centers with our centers in the city upcoming next month, I guess. Then we'll see who is going to be the winner. Thank you. Tới đây mình đưa cháu lên đây để thi, cũng mong muốn là cháu để giao lưu ấy với các bạn để xem cái học trình của cháu triển đến đâu, đồng thời là muốn cho cháu đi ra lãng ngoại để cho nó kiểu dạn người lên. Của các thí sinh khá là tốt, đặc biệt là độ tuổi nhỏ, các bạn có rất là nhiều tiết mục tham gia. Bên cạnh đó thì chất lượng của các bạn thì cũng chưa thực sự là tốt, nhưng mà biết đâu được đấy là những cái nhân tố bí ẩn cho những các cái mùa tiếp theo. Các bạn độ tuổi lớn ấy, các bạn ấy cũng đã rất là nhiệt tình và tham gia khá là tốt. Năm nay thì A Plus Got Talent của cơ sở Cát Diệp, các bạn lần đầu tiên tham gia, nhưng mà các bạn ấy có rất là nhiều các cái tiết mục rất là đặc sắc và rất là nổi bật. Đối với cơ sở Bình Sơn và Nga Sơn, đây cũng là lần thứ hai và lần thứ ba của hai cơ sở. Các cái tiết mục của các bạn ấy đầu tư khá là kỹ lưỡng và có một cái sự chỉnh chu ở trong đây.